Yo, hello anh em, mình đã trở lại đây. Đây là cái video mang tính chất thông báo là chủ yếu thôi anh em, về hai cái nhiệm vụ. Một là cái nhiệm vụ thế giới, thanh lý môn hộ. Cái nhiệm vụ này nó sẽ cho anh em 30 nguyên thạch. Thực sự là cái nhiệm vụ này nó không hề khó chút nào, nó chỉ là cái nhiệm vụ tuyến tính thôi. Tức là bạn cứ làm theo chỉ dẫn là sẽ xong, không có cái giải đố gì hết. À, nói chuyện với NPC, đến hầm mỏ, rồi đây có mấy thằng samurai nó láo khủng khiếp luôn anh em. Có cái mô típ ở đây đó là sẽ nói cực kỳ nhiều, nói chuyện cực kỳ nhiều nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được cái gì cả và sử dụng tay chân. Ok, sau khi sử dụng tay chân xong thì anh em sẽ lấy được một cái bức thư. Anh em đọc nó. Ở trong cái cốt truyện của cái nhiệm vụ này thì nó cũng có khá là nhiều cái phần spoil thú vị. Anh em đọc tìm hiểu nha. Ok. Sau khi thịt xong bọn pha tùi đây là anh em xong việc báo với NPC. Thực sự là anh em xem video thì thấy nó nhanh như tôi nhưng thực sự là lúc đánh nhau với nó thì lâu lắm anh em. Quái nó cũng khá là đông đấy, anh em cũng chuẩn bị đội hình mạnh nhất nha. Cái phần thứ hai đó là cái skin web, nó sẽ cho anh em 10 nguyên thạch vào ngày đầu tiên và 2 ngày sau 10 nguyên thạch nữa, theo mình là tổng là 30 nguyên thạch. Đây là cái skin web của Aloy. Làm thì cũng vô cùng đơn giản thôi anh em. Anh em chỉ cần vào cái trang sự kiện. Anh em có thể lấy trong phần trong game hoặc là anh em có thể lấy ở trong phần anh em có thể lấy ở trong link cho phần mô tả cũng được nha. Đây, mình đã làm xong rồi, nó chỉ có 3 bước điều tra ngày hôm nay thôi. Mỗi bước điều tra nó sẽ click ở đây rồi nó sẽ cho anh em một cái tùy chọn. Và cái cuối cùng là khi đi gặp cái con người máy này, con thủ vệ này thì anh em chọn được cái điểm yếu của nó là được. Hôm nay là tuyến đường 1 thì đã xong rồi, còn tuyến đường 2 và tuyến đường 3 nữa thôi là xong hết. À, ok, tổng của hai cái nhiệm vụ này là khoảng 60 nguyên thạch. Chúc em thành công nha. Bye bye. Cảm ơn anh em đã xem video.